Em xin chào anh chị. Hôm nay trước mặt em đây là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản dầu cao cấp màu đen, đang ở đại lý Hyundai Bắc Ninh. Thì hôm nay em xin review qua cho anh chị là cái hình thức mua xe với hình thức vay trả góp. Hình thức vay trả góp thì của chiếc xe này hiện tại ở Hyundai đang được áp dụng với hình thức thời gian vay tối đa là 8 năm. Thì anh chị có thể vay từ 1 năm, 2 năm đến 8 năm. Đó. Và cái giá trị xe của mình thì có thể là lên đến 80% giá trị xe, 80% giá trị xe. Và cái lãi suất của ngân hàng thì mình có thể phụ thuộc vào cái tình hình chứng minh thu nhập. Thì tốt nhất thời điểm hiện tại thì nó là khoảng 0,65, còn nó sẽ giải đều ra đến 0,8, 0,9% trên một tháng. Cái hình thức trả lãi thì trả tiền hàng tháng thì mình có thể là mình nó có cái hình thức là mình trả gốc và lãi qua các tháng. Gốc thì cố định, còn lãi thì mình trả theo dư nợ giảm dần. Ví dụ như là một năm đầu tiên mình trả được khoảng 200 triệu thì nó đến năm thứ hai cái tiền lãi họ chỉ tính trên cái số tiền còn lại của mình thôi. Về thủ tục cần những gì thì em cũng nói luôn là về nếu mà mình còn độc thân, nếu anh chị còn độc thân thì mình có thể là cung cấp cái căn cước này, giấy xác nhận độc thân của phường xã, hợp đồng lao động và sao kê lương hoặc là xác nhận lương của công ty. Còn khi mà anh chị đã có gia đình rồi thì mình sẽ cần cung cấp đầy đủ là căn cước của hai vợ chồng, giấy xác nhận đăng ký kết hôn, hợp đồng lao động và sao kê lương của hai vợ chồng. Đó. Thì như anh chị đã biết thì là chiếc xe Hyundai Santa Fe của Việt Nam mình thì được phân phối tại thị trường với cả 4 phiên bản, đó là 2 phiên bản máy xăng và 2 phiên bản máy dầu. Thì hai phiên bản máy dầu thì được chia ra là máy dầu tiêu chuẩn có giá niêm yết là 1 tỷ 130 triệu, máy dầu cao cấp là 1 tỷ 340 triệu, máy xăng tiêu chuẩn là 1 tỷ 030 triệu, còn máy xăng cao cấp là 1 tỷ 240 triệu. Đó. Thì như chiếc xe Santa Fe này thì ví dụ như anh chị muốn mua một chiếc xe Hyundai Santa Fe bản xong tiêu chuẩn thì nó có giá niêm yết là 1 tỷ 030, thì em cứ tạm tính là vay 80% là anh chị vay 800 triệu, thì số tiền đối ứng là 200, thì anh chị chỉ việc đóng thêm là 200 triệu cộng với tiền thuế của xe là khoảng 100 triệu, cộng với cả tiền bảo hiểm và đăng ký đăng kiểm nó loanh quanh khoảng 20 triệu nữa, thì có khoảng ngoài 300 triệu là anh chị có thể sở hữu một con xe Santa Fe phân khúc xe hạng D là D rồi. Còn ví dụ như bản dầu cao cấp hay là bản xăng cao cấp thì anh chị có thể liên hệ với cả em Tuyền, số điện thoại thì em xin để trên màn hình, thì em có thể được tư vấn và hỗ trợ cho anh chị chi tiết hơn về cái vấn đề thủ tục trả góp và tư vấn về xe. Thì hôm nay em xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi, mong là anh chị sẽ tiếp tục ủng hộ em những video tiếp theo. Em xin chào anh chị.